ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពីការ model ប្រភេទជណ្ដើរនៅជុំវិញខវដែលមានlanding ពីថ្នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺបើសិនជាយើង model ទៅក្នុងកម្មវិធី SD គឺក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺពិបាកឬក៏អាចមិនអាចយក convert object tầng 3 nâng ở khai tư chi AutoCAD 3D bắt đầu bị thua ca convert AutoCAD nâng ở tư chi 3D dương convert bị AutoCAD 3D ở tư chi AutoCAD Structural Detailing tại một đầu đồng bây ở khai chi element của phép cho đá bây giờ chân đồng bây không cài element mà đá gửi dương thua ca extrude chân nhầm đăng thang cấp bộ bộ chúng ta vừa dùng vừa bài pi kem này mà ta học kem này cứ vừa bài này cứ vừa máy bốn tật là hay pi kem này mà ta học kem này cứ vừa bài này vừa máy bốn tật là được này kháng này mà kháng kem này đào kem này cứ vừa máy bốn tật là được này chân nhân thua cả extrude từ lớp object từng bài nắng cứ nhân bài vừa máy bốn tật là kháng này thì cái này cứ vừa máy bốn tật là object ini kena sembilan dia extrude memat buang tak apa lah patut mau yang tukar rotate bawah dia rotate awal dia tetam plan plan baju baju besar ni kau yang tukar tuk section terle jadah tetam bayi tu nang patut mau tu yang tukar extrude jeng ter dem bawah yang dia kau bincang mau ni ring je jeng đồng bài ở vì rotate ở thật thời tam tự đào với dưỡng cư dương ra chia lẻ cả nè AutoCAD 3D modeling với dưỡng vậy và tôi mà tức cư dương ra thu này cư thu rotate 3D rotate với dưỡng nắng dưỡng select là object máu dưỡng spike mối chân vì mình bay tự đào chân nhâm trong bảo vệ object như mòn chạy chân nhâm thử select vô tự đào này hay nhâm rotate tam đó bắt đầu mình tiết hàng này thì khné, cứ nhân thở vào object ấy mà hàng này vẫn chân nhân cho po của họ, hay nhân thở cả rotate, được khné đấy, hàng này nhân vào pi hàng này, ở từ hàng này vẫn chân nhân thở cả rotate được khné, ok. Dương bàn object nâng hỡi và tao mới tức dương thuê ca phát cùng object nâng cho cái này chứ nhìn phát cùng object tầng 7 nâng cho cái này ok tao mới dùng công ra hai hai cứ dùng à thuê cả nhìn nhìn object trên chỗ này nhưng phải comment u n i o nhìn nhìn hay dùng select object nào đi chứng object nâng việc là chỉ object từ một tam đoạn to một tiết cứ dương thuê ca convert object nhấn ở tới chỉ AutoCAD structural detailing cứ dương đầu thôi vĩnh ở tới chỉ form vật thông đạo vĩnh và to một tiết cứ dương cho từ level page stair thì dương thuê ca bằng ca object mấy dương cho create cho chạy bệ thá ICIS solid hay to chung một việc cứ nhầm đặt thá stair thai son mùi và to mình tiếp tục chạy thá select solid
chứng về thưa các convert object nhấn ở tới chế AutoCAD 3D AutoCAD Structural Telling dân close về tới và to mà tức cứ dân thưa các đặt object nhấn cho tập nóng element bây giờ để sao opening nhưng cho khó nhưng thưa các cài prai chân tầm bài dân thưa các cài prai cứ dân thưa trơ mên plunk modeling robot form vật viên chân này plunk form vật viên Ctrl C C base point the lớn chung nội mối và to mà tức cứ dân một pass nó không chung nội như vậy chân dân cho bị home cho pass pass other blocks và đoàn tiếp tập máy dương dương mặt đạn chung nách khổ ôn đi bởi dương làm đó chân opening và nhóm cứ thử cho chế vậy chân dân lộn đi cháu và tập mình tức dương cho từ lửa PSD modeling chạy bệ thá opening slash resist instead và tập mà tức nhóm xong move object nhóm từ khối cứ đi ổ tập mắc bị bạc chân tới nhóm select object nhận bàn thì sẽ lưu về môi mà chúng ta biết khác chúng ta thua cả cáo chúng ta như môi phí bảy bốn trăm của môi và không phải chúng nói hơi nên chúng ta chọn cái hay chúng ta phải môi ok chân dân bản và tập bị cả bản hóa dương thua cả tình lẽ object stair bởi dân chỗ chữ stair thay vốn hay dân insert chỗ object ni chuan khnia prai che nyom tuk ka move nyom che vay okay alai nyom som chai mdan tien nhóm khó cho nên đi cứ stay và nhóm cứ chạy thì nhóm mũ ập chạy nhóm đoàn tiếp mũ hay nhóm đã xin mệt tiên chạy đi vậy mình trời ok cho nhóm nhóm miễn nhóm miễn again ok và tao mà tiếp nhau mà cho form vào đấy và cho form với nhưng cho bọc cam mà đang từ từ xa tại nhầm đặt tì tàng khó chân bên bên thái nhìn bọc cam object mình đang đến cứ stair thai thứ thai quán I use like object. Okay. Tập ban nhưng mà thưa cả ví dụ học ví dụ non tiếp. Hay nhưng thưa cả pass. Từ object đi làm mình control cc. Và tập một tiếp nhưng pass. Từ asd. Okay. Tụi mình dùng cho bị home. Past as the blocks nhưng chạy tp mà bị ao dựng chân nhau mà bài thử lời cho nền mới
bắt đầu mà tiếp nhận thôi cả chọc về làng quanh đoàn tiền thơ xa làng quanh đường đó cứ dân cho tôi cho nên nhé cut mà thứ nhìn thừa cả insert cho một đoạn tiếng ok nhưng đặt nâng kẻ cho sẵn ta mà thứ nhìn một object nhưng phải cho mình ok trả hỏi à, muốn đặt không đặt không ok chẳng tới là vì error cho nên nhận bởi tỏ mà dân thừa cả bởi dụ chứ sử tí investment nữa dùng chữ save sai mà dùng chữ scroll chọn tạo mà dùng mơ chữ select là chuyện và những khóc tuyệt hại và tạo cả chọn thế cho nữa và tạo mà dùng cho modify chữ chân lược quyết thảo mình chúng mẹ ta dừng lại vì chữ đào ở nông tớ landing làng chấn đo cho nó từ lớp thọ mà chừng ok chân nó không lớn cứ chỉ biết bằng một đá bập hết lên đến bị tăng chân nó không bị đau nên nhưng xong phải chọc thầm lần xong một con